đội trưởng New Zealand coi trọng trận Việt Nam. Đội trưởng Ali Riley của New Zealand hiểu tầm quan trọng của trận giao hữu với Việt Nam vào ngày 10 tháng 7, trước thềm World Cup nữ 2023. New Zealand là đồng chủ nhà World Cup năm nay, cùng Australia. Nhưng kể từ trận thắng Philippines 2-1 ngày 6 tháng 9 năm 2022, họ đã trải qua chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp, trong đó có 8 thất bại trước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Bồ Đào Nha, Argentina và Nigeria. Đối đầu Việt Nam sẽ là trận giao hữu cuối cùng trước khi New Zealand bước vào World Cup. Trận này rất quan trọng, đội trưởng Ali Riley nói với Newsweek. Đây là trận chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải chính thức, sự kiện có lẽ lớn nhất trong cuộc đời tôi. Hậu vệ Ali Riley sinh năm 1987 và đang chơi cho Angel City tại Mỹ. Cô đứng thứ hai lịch sử về số trận chơi cho New Zealand, 152, và chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp. Riley coi đây là cơ hội để một số cầu thủ hội quân muộn kết nối với lối chơi chung. Bên cạnh đó, trận đấu như lời thông báo với người dân New Zealand, thu hút sự chú ý trước khi bước vào trận khai mạc sau đó 10 ngày gặp Na Uy. Trên bảng FIFA, New Zealand đứng thứ 26, hơn Việt Nam 6 bậc. Hai đội chưa từng chạm trán trong quá khứ. Trận đấu này được đánh giá ngang sức và Việt Nam cũng đang được chú ý sau trận thua xếp sau 1-2 trước số 2 thế giới Đức hôm 24 tháng 6. Theo The Rang, Hội đồng thành phố Napi hy vọng trận đấu diễn ra tại sân Glen Park sẽ thu hút ít nhất 5.000 khán giả đến sân. Trước năm 2023, New Zealand đã 5 lần dự World Cup nữ nhưng đều dừng bước ở vòng bảng. Thành phần dự giải sắp tới của họ gồm chủ yếu cầu thủ chơi bóng tại Australia, số còn lại thi đấu ở Mỹ, Na Uy, Thụy Điển và Anh. Tuyển nữ Việt Nam đến New Zealand từ ngày vào sáng sớm ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương. Đội đã có 2 buổi tập và bắt đầu làm quen với thời tiết lạnh mùa đông. Sau trận này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung còn một trận giao hữu gặp Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.